Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về 2x cộng 5 bằng x trừ 1. Khi để giải quyết bài này, các bạn cần nhớ một nguyên tắc nha các bạn, hay còn gọi là quy tắc. Ví dụ như 3 bằng 3 rồi, thì các bạn cộng bên với trái. Đây nè, tay trái người ta gọi là với trái, bên phải người ta gọi là với phải. Nếu bên trái các bạn cộng một số, ví dụ như bên trái mình cộng 1 thì bên phải mình cộng 1, thì hai cái vế này vẫn bằng nhau, đúng không ạ? Các bạn thấy 3 cộng 1 bằng mấy ạ? Bằng 4. Bằng 3 cộng 1 cũng bằng 4. Ok chưa ạ? Hoặc bên trái các bạn trừ đi 1, ví dụ 3 trừ đi 1 thì tương tự bên đây 3 trừ đi 1, các bạn trừ hai vế cho trừ 1 thì kết quả thì hai vế cũng bằng nhau, 3 trừ 1 được 2 bằng 2. Ok chưa ạ? Vậy các bạn cộng bên trái bao nhiêu thì các bạn cộng bên phải bấy nhiêu, hoặc là các bạn bên trái các bạn trừ bao nhiêu thì các bạn bên phải các bạn phải trừ bấy nhiêu. Thì ở đây mình thấy bên với trái nè, bên với phải nè và bên với trái nè. Bên với phải của mình có x thì để mất x là không có chữ x bên phải nữa, thì mình sẽ trừ hai vế cho trừ x. 2x cộng 5 các bạn viết nè, trừ x nè, thì bên đây cũng tương tự mình làm gộp luôn nha các bạn, mình làm gộp luôn nha các bạn, thông cảm mình để cái dấu bằng xa chút xíu. X trừ 1 rồi trừ x nè, bên đây trừ x thì bên đây cũng trừ x. Và các bạn thấy ở đây có trừ 1 mà, để muốn mất một thì ta cộng thêm một, thì bên đây cũng cộng thêm một rồi. Thì các bạn quan sát nè, một mà trừ đi một bằng không, x trừ x cũng bằng không, vậy nên vế phải của mình bằng không. Ok chưa ạ? Rồi thì tới đây các bạn thấy gì ạ? 2x mà trừ đi một chữ x, 2 chữ x mà trừ đi một chữ x, còn lại một chữ x. 5 cộng 1 bằng 6. Ok chưa ạ? Vậy ta có x cộng 6 bằng 0. Vậy x của mình sẽ bằng mấy ạ? Các bạn chuyển vế đổi dấu là x bằng trừ 6. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Thì đây là để mình hướng dẫn cho các bạn ở cấp 1, các bạn cũng hiểu bài này nha các bạn. Các bạn cấp 1 cũng các bạn sẽ hiểu được bài này, hiểu được cách giải của bài này. Ok chưa? Có khó hiểu ở chỗ là các bạn cấp 1 sẽ chưa học tới số âm chỗ này thôi. Thì các bạn giải tới đây là các bạn đã ok rồi. Ok chưa? Đó, các bạn giải tới đây ok rồi. Còn ở đây các bạn từ lớp 6 trở lên các bạn sẽ giải. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.